Các bác thân mến, đối với bác nào yêu mến hát karaoke mà muốn giải trầm của nó trở nên uy lực hơn, mạnh mẽ hơn thì chắc chắn các bác sẽ cần phải lựa chọn thêm những chiếc súp. Vì các bác đều đã biết đối với các mẫu loa giải trầm của nó cắt xuống không được sâu bằng những dòng loa súp được. Bởi vậy thì các bác lựa chọn thêm những chiếc súp kết hợp cùng với bộ dàn âm thanh trong gia đình của các bác thì nó sẽ làm cho cái giải trầm của nó mềm mại hơn, dày dạn hơn, mạnh mẽ hơn và uy lực hơn rất là nhiều. Và ở trong chương trình video clip lần này thì em sẽ giới thiệu đến các bác về hai chiếc súp đến từ thương hiệu CAVS và thương hiệu DB một chiếc súp đánh định hướng về phía trước và một chiếc súp đánh úp gầm để các bác có thể tham khảo nghiên cứu và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh và hiện nay thì các bác có thời gian các bác có thể đến trực tiếp tại cơ sở của chúng em ở hà nội để giao lưu mua sắm các thiết bị audio mà mình yêu thích trước hết ở phía bên tay phải thì các bác thấy đây là chiếc súp đến từ thương hiệu db acoustic ở mặt trước thì các bác thấy nó được bố trí một cái tấm e căng đấy đây là cái tấm e căng này ở trước mặt à, ekang thì các bác thấy có thương hiệu DB acoustic Đây là về phần à, loa bass Đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng bát 30. Các bác thấy nó sử dụng à, cái gân à, mút rất là dài nhìn cái gân của nó rất là mập. Và các bác thấy nó sử dụng một cái màng bóng như thế này. Đối với việc à, sử dụng à, súp đánh úp gầm hay là súp à, đánh định hướng thì mỗi một à, dòng súp thì nó có cái nét đặc trưng riêng. Lát nữa thì em sẽ nói cụ thể sau. Các bác thấy được thiết kế màu uh, mận chín như thế này. Bên này thì các bác thấy tem của hãng đây. DB Acoustic. Còn bên này là chiếc súp đánh úp gầm đến từ thương hiệu CAVS sử dụng BAT30. Ở mặt trước thì các bác thấy nó được uh, dập một cái biểu tượng uh, logo của CAVS. Professional Audio Đấy, Các bác thấy rất là cụ thể Và đối với dòng này thì các bác thấy nó dòng một cái logo Chìm ở phía bên trong này Đấy Đối với dòng úp uh, gầm này thì các bác thấy bên cửa hàng của chúng em có cả màu vàng nữa Đây là bản màu đen về cách thiết kế của dòng uh, sub DB Acoustic thì các bác thấy nó có cái kích thước như sau, nó có cái chiều ngang là 40 và chiều sâu của nó là 45 và chiều cao của nó là 41 cm. Như vậy thì các bác thấy đối với chiếc súp này được thiết kế rất là gọn gàng. Còn đây là ở phía sau của chiếc súp DB Acoustic. Đây là dòng model SVK 12B. Ở phía sau thì các bác thấy thì nó sử dụng một cái lỗ thông hơi dẹp như thế này được bố trí nằm ở phía dưới này. Đây là nút cắt tần số này các bác thấy đối với dòng này thì có tần số cắt xuống tới tận 18 Hz cho tới là 200 Hz đây là cái nút pha từ 0 cho tới là 180 đây là volume các bác tùy chỉnh và cắt tần số cũng như là volume của súp thì các bác cần chỉnh sao cho nó phù hợp với cái loa phông. cũng như là trong không gian phòng của các bác để nó đem đến cái giải trầm phù hợp với cái gu nghe của mình ở phía dưới thì các bác thấy đây là cổng nhận tín hiệu vào bằng đường uh, AV, Đấy, đường bông sen. Ngoài đường bông sen uh, thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta một cái rắc ba chân. Đây là những dòng uh, súp đầy cao cho nên các bác thấy nó trang bị cho chúng ta cổng nhận tín hiệu uh, bằng đường ba chân như thế này. Vì các bác đều đã biết đối với ý, ở phía sau của máy nâng tiếng hay là của những chiếc vang cơ hay là những chiếc vang uh, số thì các bác thấy nó đều có một cái cổng súp out thì các bác thấy nó cũng đều sử dụng rắc ba chân các bác có thể sử dụng dây ba chân cắm từ đằng sau của uh, vang hay là nâng tiếng thì các bác có thể uh, cắm thẳng vào đây đối với việc sử dụng rắc uh, ba chân như thế này thì các bác thấy cắm rất là chắc chắn và hơn nữa thì đường truyền tín hiệu của nó rất là tốt ở phía dưới là đây là ổ oh, dây nguồn ba chân rồi này đây là công tắc nguồn và chiếc súp này thì các bác thấy chạy nguồn điện uh, 220V Tần số là 50 trên 60 Hz và 250 W. Đấy, các bác thấy đây rất là cụ thể. Đó là tổng thể ở phía sau của chiếc súp DB Acoustic SBK12B. Còn đây là ở phía sau của chiếc súp CAVS. Đối với kích thước của dòng CAVS này thì các bác thấy thì nó có sự chênh lệch một chút so với dòng DBA Acoustic thôi. Về chiều ngang của nó thì các bác thấy nó đều có chiều ngang là 40cm Và chiều sâu của nó là 43cm Và chiều cao của nó là 48cm Như vậy thì các bác thấy về cái chiều cao của dòng CAVS này cao hơn một chút so với dòng à, DB Acoustic Đối với dòng DB Acoustic thì có 41 thôi về chiều cao Và chiều sâu của dòng à, DB Acoustic này thì có kích thước là 45 Còn đối với dòng này là 43 Tức là nó về chiều sâu thì nó hơn 2cm Đấy còn về các thiết kế thì các bác thấy nếu như dòng DB Acoustic nó được thiết kế lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía dưới còn đối với dòng CAVS này thì các bác thấy nó lại được bố trí nằm ở phía trên đấy về cách thiết kế lỗ thông hơi đặt thì các bác thấy nó có sự khác nhau một cái đặt ở dưới và một cái đặt ở phía trên còn đây thì các bác thấy tem chính hãng của công ty nhập khẩu quốc tế Nhật Hòa đấy đối với dòng súp này thì các bác thấy bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất là nhiều rồi và bên cửa hàng của chúng em được các bác rất là quan tâm, các bác cũng đã ủng hộ bên cửa hàng của chúng em rất là nhiều. Những dòng súp đến từ thương hiệu CAVS, những dòng à, sử dụng à, bát 30 đánh định hướng rồi là đánh úp gầm, những dòng à, loa súp a à, 40, những dòng súp điện, súp hơi của CAVS thì trong thời gian vừa rồi thì rất nhiều bác cũng đã quan tâm và các bác cũng đã ủng hộ bên cửa hàng của chúng em rất là nhiều. Đối với ở phía sau của dòng à, CAVS này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta một cái nút pha đấy Từ 0 tới 180 độ này các bác thấy đây là nút pha. Đối với dòng uh, CAVS thì các bác thấy nó sử dụng nút pha bằng cái nút ấn. Còn đối với dòng DB thì các bác thấy nút pha của nó trang bị cho chúng ta bằng cái nút vặn như thế này. Một sự khác biệt trên hai thương hiệu này. Đó là cái điểm khác biệt giữa dòng uh, DB Acoustic và dòng uh, CAVS. Đặc biệt là trên dòng uh, 12B này và đây là dòng KL12. Tiếp theo ở phía dưới thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta một cái nút volume tức là chỉnh âm lượng to nhỏ. Cái nút pha này thì các tùy theo các bác nghe thấy phù hợp như nào thì các bác có thể ấn vào hoặc nhả ra tùy theo cái tai nghe gu nghe của các bác thôi. Còn ở phía dưới này các bác thấy đây là nút đã cắt tần số. Đối với dòng này thì các bác thấy nó cắt tần số cũng lên tới là 180 Hz. Như vậy thì các bác thấy cái giải tần của nó thì đối với dòng này là 200 Hz này, còn đối với dòng này thì là 180 Hz. Đấy, và cái đường tín hiệu đi vào thì các bác thấy nó cũng trang bị cho chúng ta bằng cổng bông sen đấy và cổng ba chân. Về đường tín hiệu đi vào thì các bác thấy nó được trang bị giống nhau đều có hai cổng nhận tín hiệu đi vào, một cổng là bông sen và một cổng là ba chân. Như vậy thì các bác thấy về vấn đề đưa đường tín hiệu đi vào thì rất là thuận tiện rồi. Và các bác thấy ở phía dưới đây là giải tần số cắt của nó này. Rồi là dòng này trở kháng là 8 ohm và có công suất mắc lên tới là 500 W đây là công tác nguồn và đây là ổ dây rắc nguồn đấy các bác thấy rất là cụ thể và nó cũng chạy nguồn điện 220V và tần số là 50 trên 60 Hz và công suất là mắc là 500W như vậy thì các bác thấy về cụ thể của dòng à CAVS và DB Acoustic về cách thiết kế ở phía sau cũng như là cắt các dải tần của nó thì các bác thấy nó có một số điểm à, khác biệt à, như vậy thôi về kích thước các thứ thì các bác thấy thì em cũng nêu rất là cụ thể rồi và như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã quan sát cụ thể một vòng về những điểm giống và khác nhau giữa chiếc súp DB Acoustic 12B và chiếc súp CAVS KL12. Và sau đây thì em sẽ nêu ra một số ưu điểm và nhược điểm của hai dòng sản phẩm này để các bác có thể tham khảo, nghiên cứu. Và nếu như bác nào thấy phù hợp với dòng sản phẩm nào thì các bác có thể lựa chọn dòng sản phẩm đó. Trước hết nói về dòng súp DB Acoustic 12B sử dụng bát 30 đánh định hướng về phía trước. Đối với dòng súp này thì các bác cần phải lưu ý về cái cách bố trí trong không gian phòng của các bác. Nếu như các bác muốn cái giải trầm của nó uy lực mạnh mẽ và các bác cảm nhận nó rõ ràng nhất thì các bác xoay cái hướng loa bát này nó dội thẳng vào cái vị trí mà các bác ngồi nghe nhạc cũng như là hát karaoke thì các bác thấy tiếng trầm của nó trở nên rất là phê. Và cái nhược điểm của nó thì các bác thấy khi chúng ta đứng ở sau súp cũng như là phía bên sườn và một cái khoảng cách xa một chút thì các bác thấy tiếng trầm của nó sẽ trở nên yếu hơn. Đấy. Trừ khi chúng ta đứng ở trước mặt loa súp thì các bác sẽ cảm nhận rõ về cái giải trầm của nó đem đến rất là Uy lực mạnh mẽ. Còn đối với dòng à, sub à, đánh úp gầm của CAVS như thế này thì các bác thấy đối với dòng này thì cái tiếng trầm của nó không uy lực mạnh mẽ bằng à, những dòng sub định hướng được vì các bác đều đã biết rồi. Khi loa bát hoạt động thì nó sẽ đánh úp xuống nền nhà Đấy, và cái sóng trầm của nó sẽ lan tỏa đều đi bốn hướng vì các bác thấy ở phía dưới chân này này. Đối với dòng sub úp gầm thì các bác thấy bây giờ nó thiết kế cái chân sẽ cao hơn so với những dòng loa súp định hướng như thế này. Thông thường là như vậy vì khi loa súp đánh úp gầm thì các bác thấy chân nó cao hơn để khi loa bát hoạt động đánh xuống thì sóng trầm của nó sẽ lan tỏa đi đều hơn đối với dòng súp này thì các bác thấy tiếng trầm của nó mềm trầm hơn ấm hơn và các bác nghe nó có cái độ thoảng hơn rất là nhiều và đối với súp này thì các bác có thể bố trí để ở một góc nào đó trong không gian phòng của các bác thì rất là ok vì khi loa bát hoạt động thì nó sẽ đánh sóng trầm xuống và nó sẽ lan tỏa đi đều hơn như vậy thì các bác thấy thì đối với dòng súp uh, úp gầm hay là súp định hướng thì mỗi một dòng súp nó cũng có cái ưu điểm và nhược điểm riêng tùy theo không gian phòng cũng như là cái mục đích mình sử dụng để các bác có thể lựa chọn những dòng súp nào sao cho nó phù hợp và đối với mỗi một chiếc súp uh, DB Acoustic hay là của CAVS như thế này thì có mức giá là 6 triệu đồng trên một chiếc các bác lưu ý đây là những sản phẩm hàng mới 100% nguyên hộp của DB Acoustic và của CAVS và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì chủ yếu em quay và giới thiệu đến các bác về uh, hai chiếc súp này, một chiếc súp đánh định hướng và một chiếc súp đánh úp gầm để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và cuối cùng thì bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.